nghiệm nước tiểu phát hiện thực phẩm có hại. Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Đan Mạch, tất cả những thành viên khảo sát được theo dõi 72 giờ nội trú trong lúc họ được cho một trong bốn chế độ ăn. Nước tiểu được lấy 3 lần mỗi ngày. Những mẫu nước tiểu được đánh giá quá trình chuyển hóa bằng cách phân tích các hợp chất hóa học của một loại chất cần mãn. Kết quả cho thấy sự hiện diện của 19 chất đồng hóa tốt cho sức khỏe cao hơn đáng kể sau 1 giờ tiêu thụ thức ăn từ chế độ ăn số 1 so với chế độ ăn số 4, là chế độ ăn nguy cơ cao nhất từng thích ít nhất đối với khuyến cáo của WHO. Lợi ích của bia đối với phụ nữ. Qua nghiên cứu, các chuyên gia ở SUA phát hiện thấy bia sản xuất từ lúa mạch giàu axit ferulic, chất chống oxy hóa rất tiềm ẩn, có tác dụng bảo vệ da trước nguy cơ hủy hoại ánh nắng mặt trời. Nhất là bia có hàm lượng cồn thấp, bia có màu sẫm, thường có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn. Bên cạnh đó, trong bia còn có phytoestrogen, hợp chất giống như estrogen nhưng ở dạng thực vật, có tác dụng làm giảm chứng bốc hỏa ở phụ nữ, tăng khả năng tình dục cho nhóm phụ nữ mãn kinh và sau mãn kinh. Thưa quý vị, bệnh á sừng là một bệnh ngoài da khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều vị trí da khác nhau, nhưng rõ rệt nhất là ở các đầu ngón tay, chân, gót chân. Lớp da ở những vị trí này thường thô ráp, róc da, nứt nẻ gây đau đớn cho người bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tìm hiểu về lá trà xanh với công dụng trị bệnh á sừng. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh á sừng cụ thể là như thế nào và những biểu hiện của nó ra sao ạ? Á sừng á, người ta nói á sừng tức là cái tế bào da nó sừng, bị sừng hóa. Và khi biểu hiện bệnh thì nó có thể biểu hiện bất kỳ cái vị trí nào trên cơ thể. Nhưng thông thường chúng ta thường thấy, chúng ta hay bắt gặp bệnh nhân hay bị, đặc biệt là ở ngón tay này, bàn tay này, rồi thì ngón chân này, gót chân này. Thế cái biểu hiện á, thì bệnh nó theo thời, theo mùa. Thế ở cái thời tiết mà mùa thu đông á, thì nó hay có cái biểu hiện là da khô ráp, nứt nẻ, thậm chí là có thể bật chảy cả máu tươi ra, rất khó chịu, ngứa, sau đó dẫn đến ngứa. Mùa xuân và mùa hè ấy, thì có thể nó lại biểu hiện là có mụn, nó phồng rộp lên. Ngoài cái chuyện nó nứt, nó bong, cái da nó bong chóc ra, thì nó còn có cái biểu hiện là có cái phồng rộp mụn lên và rất là ngứa và thậm chí có thể dẫn tới nhiễm trùng nữa. Chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về công dụng của lá trà xanh. Thì trà xanh là một loại thức uống để giải nhiệt rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên thì trong tác dụng điều trị bệnh á sừng thì nó có những công dụng và đặc tính như thế nào? Nói về trà xanh thì chúng ta thấy cái lá trà xanh hàng ngày chúng ta uống rất là phổ biến. Và người ta vẫn nói uống để có tác dụng thanh nhiệt và giải độc rất là tốt. Có một số các nghiên cứu thì người ta cho biết rằng trong lá trà xanh ấy, nó có các cái chất mà nó có cái tác dụng như một như kháng sinh ấy. Vì thế cho người ta mới dùng cái tác dụng cái thành phần nó như kháng sinh đấy, thì người ta chứng minh nó có cái tác dụng kháng khuẩn rất là tốt, tức nó diệt được vi khuẩn rất là tốt. Vậy thì đối với cái bệnh á sừng này, chúng ta dùng cái lá trà xanh này để chữa bệnh thì như rồi ta nói, nó có hai biểu hiện từ theo cái thời tiết, theo mùa mà chúng ta dùng. Nếu là mùa hạ mà có tác dụng mụn, có tác dụng nhiễm khuẩn, nó có cái biểu hiện là nhiễm khuẩn, phồng rộp, rồi da bong chóc, thì người ta dùng cái trà xanh đấy uống để có tác dụng là diệt khuẩn rất là tốt. Trong mùa đông, mùa thu mùa đông á, thì nó có dụng khô, ráp, nứt nẻ, thì chúng ta lại dùng nó với cái tác dụng là để làm cho nó làm mềm cái vùng da bị tổn thương đó đi. Vâng. Thế cho nên người ta mới dùng nó để mà chữa cái bệnh á sừng là vì như thế. Nó phù hợp với cái đặc điểm của cái bệnh á sừng. Vậy chúng ta có những cách sử dụng như thế nào thì nó sẽ giúp điều trị hiệu quả nhất ạ? Để sử dụng cái lá trà xanh này trong cái điều trị bệnh á sừng thì chúng ta cũng lưu ý tùy theo cái biểu hiện của bệnh mà ta có cái cách sử dụng khác nhau. Đối với mùa thu đông mà bệnh có cái biểu hiện là khô ráp như thế thì người ta thông thường là người ta dùng cái lá chè xanh đó, rồi người ta đun với một chút muối trắng, rồi người ta ngâm cái bàn tay và bàn chân, cái nơi mà bị, để cái mục đích làm như thế là để cho nó mềm đây. Nó làm mềm, bởi vì không, nếu không thì rất là căng, rất là nó căng rồi nó rát, nó ngứa. Thì chính cái chè xanh và cái muối đấy nó làm dịu những các cái cơn căng, rồi căng ra rồi thì ngứa rát ra đi. Cái trường hợp thứ hai là nếu như bệnh có biểu hiện là mọc mụn, rồi nhiễm khuẩn tại cái nơi tổn thương đó, thì người ta lại dùng cái lá chè tươi này để uống vì nó có tác dụng kháng khuẩn.
Và đặc biệt lưu ý nữa là trong cái chè xanh nó có cái tannin á, thì nó có tác dụng làm thu lại. Thế khi mà cái vết lở đó, lở ngứa đó, người ta dùng cái lá chè tươi, nó tác dụng làm thu nhỏ cái tổn thương đó lại rất là tốt, cho nên gây khô, làm khô chứ không có bị lở loét ra nữa. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng. Thưa quý vị, công dụng trị bệnh của lá trà xanh với bệnh á sừng hy vọng đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Mọi câu hỏi quý khán giả vui lòng gửi về địa chỉ nhipcauyte.sta@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.